Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mèo Vạc phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự Mặt trận Tổ quốc huyện Mèo Vạc quan tâm giúp đỡ hộ nghèo và thôn Sùng Ú, xã Sùng Máng 5 năm liền không có gia đình sinh con thứ ba. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước của dân tộc Việt Nam, trong những năm qua, hưởng ứng các cuộc vận động Ngày vì người nghèo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Mặt trận Tổ quốc huyện Mèo Vạc đóng góp vai trò quan trọng trong các cuộc vận động này. Kết quả thiết thực đó có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo giúp đỡ hộ nghèo. Qua các cuộc vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn bức xúc, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy và phát huy những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, như sự tương thân tương ái, tình dân tộc, nghĩa tình đồng bào. Bên cạnh các hoạt động của Ban vận động Ngày vì người nghèo, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, trợ giúp người nghèo, như vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên ủng hộ quỹ vì người nghèo, trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất. Trong năm 2014, Ban vận động quỹ vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc huyện Mèo Vạc đã huy động được trên 125 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã chi hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, giúp người nghèo khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp học sinh nghèo vượt khó, vân vân. Qua đó đã hỗ trợ được 13 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại 4 xã Bài Lùng, Sơn Vĩ, Thượng Phùng và xã Xin Cái. Mỗi hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc huyện còn tổ chức quyên góp và ra lời kêu gọi ủng hộ miền Trung được 150 triệu đồng, quyên góp ủng hộ ngư dân biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa được trên 49 triệu đồng. Được Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ tiền làm nhà, gia đình chúng tôi rất cảm ơn. Sau khi làm được nhà rồi thì gia đình chúng tôi sẽ cố gắng trồng những cây con với chăn nuôi gia súc để phát triển kinh tế, xóa đói được giảm nghèo của gia đình. Huyện đấy xác định trong năm 2014 và những cái hộ đi vào các cái vùng sâu vùng xa đồng bào còn rất khó khăn, thế cho nên là thấy rằng là hộ nghèo cũng như là nhà hiện nay còn rột nát và tạm bợ cũng còn rất là nhiều, thế cho nên là chúng tôi đã họp ban thường trực và triển khai trong năm 2014 và cho đến thời điểm này đã hoàn thành được 13 trên 13 hộ trong nhà đại đoàn kết trong năm 2014. Nhiều đồng bào rất phấn khởi và đã có những cái sự tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với các ngành chức năng địa phương, thực hiện và chỉ đạo cơ sở tiếp nhận, tổ chức triển khai hỗ trợ đối tượng nghèo bằng các nguồn an sinh xã hội của Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tỉnh và của các nhà hảo tâm. Giúp đỡ các đối tượng nghèo, hộ gia đình chính sách với nhiều món quà ý nghĩa và lời động viên thăm hỏi sâu sắc của Mặt trận Tổ quốc huyện. Có thể nói, cuộc vận động Ngày vì người nghèo đã mở ra một nội dung hoạt động mới của Mặt trận theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả, được xã hội và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đã khơi dậy lòng nhân ái và truyền thống đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo ra phong trào giúp đỡ người nghèo một cách rộng rãi trong toàn xã hội. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mèo Vạc tiếp tục tuyên truyền tới quần chúng nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Thực hiện tốt 5 nội dung, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngày vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước khác. Tiếp tục phát huy vai trò của mình để thực hiện nhiệm vụ tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận về chính trị và động viên tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền, cùng với chính quyền chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần cùng Đảng và Nhà nước xây dựng Mèo Vạc ngày càng no ấm.
Thưa quý vị và các bạn, việc sinh nhiều con trong một hộ gia đình ở vùng cao núi đá như Mèo Vạc là điều không có gì là ngạc nhiên. Nhưng nhiều năm trở lại đây, mặc dù ở cách xa trung tâm xã, thôn Sủng Ú, xã Sủng Máng đã không còn có hộ gia đình nào sinh con thứ ba. Nhờ nhận thức được tác động không tích cực của việc sinh con thứ ba mà 83 hộ dân người Dao nơi đây đã dừng lại ở con thứ hai, từ đó kinh tế hộ gia đình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, thôn Sủng Ú, xã Sủng Máng có 83 hộ với 455 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Dao. Số hộ nghèo của thôn là 28 hộ, còn 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Người dân trong thôn cho biết, trong năm sẽ phấn đấu để giảm các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Người Dao ở Sủng Ú sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông lâm nghiệp trồng lúa ngô một vụ, xen kẽ một số cây rau đậu khác. Từ năm 2007 trở về trước, Sủng Ú được biết đến là một thôn có tỷ lệ tảo hôn và sinh con thứ ba ở mức cao. Vì vậy, cấp ủy chính quyền xã, thôn đã xác định muốn xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, cùng với việc chỉ đạo nhân dân tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi theo hướng hàng hóa, thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp, an toàn nhằm giảm tình trạng gia tăng dân số tự nhiên là điều vô cùng quan trọng. Bằng hình thức vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện mô hình gia đình ít con, khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc được ưu tiên hàng đầu. Thực hiện theo cái pháp lệnh dân số và cái chỉ tiêu kế hoạch hàng năm giao của huyện, thì Đảng bộ xã cũng đã ra cái nghị quyết lãnh đạo về công tác dân số kế hoạch gia đình. Thì năm 2013 thì toàn xã là có 50 cặp là sinh con thứ ba, nhưng đến năm 2014 thì cái tỷ lệ cũng đã giảm, hiện tại là còn 36 cặp. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái câu lạc bộ không sinh con thứ ba ở tại thôn Sủng Ú. Về cơ bản là câu lạc bộ hoạt động từ năm 2006, nhưng mà chưa được cái sự quan tâm chỉ đạo đúng mức, và do vậy chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo chỗ ban dân số của xã, công tác dân số và hội phụ nữ xã cùng với các ban ngành đoàn thể xuống đã tuyên truyền cho bà con nhân dân ở tại thôn. Thì về cơ bản từ năm 2010, 2011, 2012 và cho đến năm hết năm 2014 thì qua tổng kết đánh giá thì cái mô hình này thì hiện nay là toàn thôn Sủng Ú là có 83 hộ và tỷ lệ sinh con thứ ba ở tại thôn là không có, đặc biệt là không có. Đã tuyên truyền vận động một số hộ gia đình thì bà con mặc dù là sinh có gia đình, có cặp vợ chồng, sinh là hai cháu nữ nhưng mà cũng quyết tâm là không sinh con thứ ba, và từ đây cũng đã được đưa vào cái hương ước của thôn để tổ chức thực hiện. Thì qua cái việc tuyên truyền tổ chức thực hiện ở tại thôn Sủng Ú thì nhìn chung là bà con nhân dân trong thôn và đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ cũng đã chấp hành tương đối tốt. Qua báo cáo của thôn cũng như là của cấp ủy chi bộ và trưởng thôn thì cho đến nay là đối với thôn là chấp hành thực hiện tốt. Từ khi có nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, công tác dân số được cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo sâu sát, xem đây là giải pháp chủ yếu để điều chỉnh mức sinh, nâng cao chất lượng dân số, góp phần đảm bảo cuộc sống ấm no hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể đã xuống cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích để mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng tự nguyện thực hiện các biện pháp tránh thai như đặt vòng, tiêm thuốc tránh thai, đồng thời kéo dài khoảng cách sinh con từ 3 đến 5 năm, không để trẻ em suy dinh dưỡng, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Để làm được điều đó thì cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu, thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình để nhân dân noi theo. Đối với trường hợp sinh con một bề, bí thư chi bộ, trưởng thôn và cộng tác viên dân số thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và vận động gia đình dừng lại ở hai con để có điều kiện chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế gia đình. Hàng tháng tổ chức họp thôn, ngoài việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, thì cán bộ thôn đã kết hợp lồng ghép tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh dân số như không lấy chồng, lấy vợ tảo hôn, không sinh con thứ ba và tạo mọi điều kiện để cho con em tới trường. Theo hương ước quy ước của xóm thì từ cái năm 2001 được Đảng, nhà nước và bên chính quyền ở dân số ở huyện cũng vào đây xóm để tuyên truyền. Cho nên là dân thì cũng được sự đồng tình cao là
cũng là do xóm cũng dân ở đây nhận thức, cho nên là bà con nhân dân ở đây là từ cái năm 2001 đến giờ đến nay là xóm chúng tôi thì thay mặt trong bí thư chi bộ xóm này chúng tôi cũng họp xóm tuyên truyền để bà con không được sinh con thứ không sinh con thứ ba. Thứ nhất là chỉ được đẻ một đến hai con, còn đẻ thêm con đứa thứ ba thì chúng tôi sẽ phạt theo hứa với quý ước xóm đề ra là 300-400 nghìn. Đảng nhà nước cũng tuyên truyền cho nên là xóm chúng tôi không sinh con thứ ba thì bây giờ đối với cái được 4 năm nay là đối với kinh tế ở cái xóm này thì được nâng lên, được nâng lên khá rõ rệt, bởi vì là từ đói đến đủ ăn đến sang khá giả. Hàng năm vào ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, thôn đã yêu cầu từng hộ gia đình ký cam kết về việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy ước thôn bản. Những trường hợp vi phạm sinh con thứ ba trở lên thì bị phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Số tiền phạt đều được nộp vào quỹ của thôn để phục vụ mục đích chung. Vì vậy, từ năm 2011, các trường hợp sinh con thứ ba đã không còn xảy ra. Mặc dù có những hộ sinh con một bề như gia đình của anh chị Lý Xà Quây, anh lấy vợ được 10 năm và có hai cô con gái, song gia đình quyết tâm sẽ không đẻ nữa vì như vậy cuộc sống gia đình sẽ khó để phát triển. Anh chị cho biết sinh hai con thì sẽ có điều kiện để chăm sóc con tốt hơn. Được cấp ủy chính quyền xã và thôn tuyên truyền vận động mỗi gia đình chỉ nên đẻ từ 1 đến 2 con. Mặc dù gia đình có 2 người con gái, nhưng chúng tôi cũng chẳng muốn sinh con thêm nữa vì đẻ nhiều mình càng không có điều kiện để nuôi. Bây giờ phải đầu tư cho các con đi học thôi, hy vọng sau này chúng nó sẽ đỡ vất vả hơn bố mẹ. Gia đình sẽ cố gắng làm ăn phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo. Ngoài việc tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng không sinh con thứ ba, thì cán bộ thôn còn chủ động cử các cộng tác viên dân số, y tá thôn bản đến từng nhà, vận động các chị em đi khám phụ khoa định kỳ. Cách chăm sóc thai phụ, trẻ sơ sinh, cách phòng tránh các bệnh ở trẻ và áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Tuyên truyền đổi mới nhận thức từ việc sinh đẻ tại nhà đến thực hiện sinh đẻ tại trạm y tế xã hoặc bệnh viện đa khoa huyện. Từ đó giúp các chị em thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi, từ bỏ ý định sinh nhiều con. Với những cách làm linh hoạt, hiệu quả, từ năm 2011 đến nay, thôn Sùng Ú luôn đi đầu trong phong trào thực hiện kế hoạch hóa gia đình của huyện Mèo Vạc. Đó là không có trường hợp sinh con thứ ba, không có tình trạng vi phạm trật tự an ninh trên địa bàn. Có thể nói, nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống ở thôn Sùng Ú đã có những chuyển biến rõ rệt. Do vậy, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, Sùng Ú, điểm sáng trong phong trào không sinh con thứ ba ở Mèo Vạc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mèo Vạc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.